Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của BYN TV 57.3. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có nhiều tin tức nóng liên quan đến Việt Nam, đặc biệt những vụ việc liên quan đến người Trung Quốc tự do nuôi cá trái phép tại vịnh quân sự Cam Ranh và Vũng Rô Phú Yên, rồi đem về nước đã làm dư luận tiếp tục nóng lên trong những ngày qua, trong khi mới có tin Trung Quốc lại tiếp tục ngang ngược bắt ngư dân Quảng Ngãi trên vùng biển Hoàng Sa. Chúng tôi sẽ có chi tiết những tin tức này cùng nhiều tin tức khác. Nhưng trước hết, Quốc Nam từ trong nước có bản tin về việc hai ngân hàng quyết định cứu cho công ty nữ đại gia Diệu Hiền. Nhân vật đã gây ra nhiều sóng gió mà dư luận báo chí đã loan tải là nợ nần chồng chất, có người nói là siêu lừa gạt. Sau đây là phần chi tiết. Tin Quốc Nội ngày 8 tháng 6 năm 2012, thêm hai ngân hàng cứu công ty nữ đại gia Diệu Hiền. Tại lễ công bố, ban tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản Bình An, hai ngân hàng đã đồng ý góp vốn vào công ty theo hình thức đổi nợ lấy cổ phần. Chiều ngày 7 tháng 6, công ty cổ phần Bình An BN Fisco làm lễ công bố ban tổng giám đốc mới gồm 14 người, trong đó ông Trần Văn Trí, chồng bà Diệu Hiền, được hội đồng quản trị bầu chức tổng giám đốc. Tại buổi lễ này, BN Fisco cũng làm việc với các ngân hàng, nông dân, với công ty mua bán nợ và tài sản tồn động của doanh nghiệp DATC Bộ Tài chính để bàn hướng trả nợ, mua nợ, góp vốn. Theo đó, ông Trí đề xuất các ngân hàng xem xét khoanh nợ hoặc góp vốn vào công ty bằng hình thức mua cổ phần để trở thành cổ đông, nhưng chỉ mới có lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ, Hậu Giang gật đầu. Hai ngân hàng này dự kiến xử lý món nợ của Bình An thành cổ phần để tham gia vào công ty. Đối với DATC đã đồng ý mua lại nợ mà BN Fisco thiếu ngân hàng ACB chi nhánh Cần Thơ và ngân hàng Việt Thái chi nhánh Bình Dương. Còn nợ người bán cá, tổng giám đốc DATC gợi ý chủ nợ có thể góp vốn bằng tiền mà BN Fisco đang nợ để trở thành cổ đông. Nếu hộ nào không đồng ý góp vốn thì DATC mua nợ nhưng chỉ trả trước một phần, còn lại xem xét thời gian trả sao cho phù hợp. Theo ông Trần Văn Trí, trong tháng này BN Fisco trả nợ tiếp cho người bán cá 20%, còn lại sẽ trả trong một năm. Tuy nhiên, nông dân đề nghị BN Fisco cố gắng thu xếp trả nợ dứt điểm từ nay đến hết tháng 9 năm 2012. Tin Quốc Nam ghi nhận từ Việt Nam. Cảm ơn Quốc Nam. Tiếp tục với những tin tức nóng khác. Tàu cá Quảng Ngãi lại bị Trung Quốc bắt. Lại có tin, một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi với hơn 10 ngư dân bị Trung Cộng bắt khi hoạt động gần Hoàng Sa. Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nói rằng hôm thứ Năm, 7 tháng 6, một tàu cá của địa phương này vừa bị Trung Cộng bắt giữ một hôm trước đó. Như vậy, mới trong vòng một tháng rưỡi, đã có 3 tàu cá của xã Bình Châu bị Trung Quốc bắt khi hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa mà ngư dân Quảng Ngãi coi là ngư trường truyền thống của mình. Tàu vừa bị bắt mang số hiệu QNG90281TS. Chủ tàu là ông Đặng Tầm, trú tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Trên tàu, khi bị bắt có 12 ngư dân. Tàu của ông Tầm ra khơi cách đây 10 ngày và bị bắt buổi trưa thứ Tư ngày 6 tháng 6. Ngư dân xã Bình Châu sau khi không liên lạc được với tàu ông Tầm đã báo về cho đất liền. Được biết, hồi đầu năm, tàu của ông Tầm cũng đã từng bị Trung Quốc rượt đuổi và thu tài sản. Tình trạng ngư dân Quảng Ngãi bị bắt, giam cầm và tịch thu tài sản vẫn xảy ra khá thường xuyên. Trong nhiều trường hợp, phía Trung Cộng đòi tiền chuộc và có lần ngư dân khi được thả về nói đã bị hành hung. Trong khi đó, Đà Nẵng diễn tập đánh trả tàu lạ cứu ngư dân. Tin từ Đà Nẵng, lần đầu tiên người ta thấy có chuyện đánh trả tàu lạ xảy ra tại Việt Nam, trong khi suốt nhiều năm qua, tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu lạ đâm chìm hay bắt về đảo Phú Lâm đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, chuyện đánh trả hiếm hoi này chỉ là một cuộc diễn tập của đơn vị biên phòng đặt tại Đà Nẵng, chỉ thấy duy nhất có báo Infonet.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông, thường được gọi là Bộ 40 đưa tin. Các báo chính thống khác, đặc biệt là tờ Quân đội Nhân dân hay ngay cả tờ Biên phòng, báo tuyên truyền của cơ quan của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng không có một chữ nào. Tình huống đặt ra cho buổi diễn tập hôm thứ Năm, 7 tháng 6 là, theo mạng Infonet cho biết, tàu tuần tra biên phòng của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ gần một nhóm 5-6 tàu đánh cá của ngư dân đang đánh bắt cá hải sản cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 27 hải lý về hướng Đông Nam, thì bị tốp tàu lạ áp sát và tấn công bằng hỏa lực. Ứng phó với tình huống này, tàu tuần tra biên phòng đã nổ súng tự vệ và bảo vệ ngư dân, kiên quyết đánh trả mọi hành động của tàu lạ. Sau gần một giờ xung đột, một tàu lạ bị chìm, số còn lại tháo chạy.
phía Việt Nam có 2 tàu cá của ngư dân bị chìm, tàu biên phòng bị bỏng nặng. Tiếp tục tình huống giả định, các đơn vị tham gia đã nhanh chóng cấp cứu người bị thương và tàu biên phòng tiếp tục làm nhiệm vụ. Tuy đây chỉ là buổi diễn tập, nhưng việc Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thực hiện hoạt động này cho thấy việc ngư dân bị tàu nước ngoài tấn công buộc phải can thiệp vũ trang để bảo vệ là kịch bản đã được tính tới. Điều đáng chú ý là, ngoài mạng Infonet nói trên, các báo chính thống Việt Nam không đưa thông tin này. Vùng biển Đà Nẵng cùng vĩ tuyến và cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 hải lý. Cộng sản Việt Nam đang truy trách nhiệm vụ người Trung Quốc ở Cam Ranh. Chính quyền địa phương ở tỉnh Khánh Hòa hiện đang truy cứu trách nhiệm và tìm cách giải quyết việc người Trung Quốc tự tung tự tác nuôi cá ở khu vực Cam Ranh. Báo chí và dư luận trong nước gần đây cáo giác tình trạng người Trung Quốc núp bóng doanh nghiệp Việt Nam dựng bè kiên cố để nuôi và mua bán các loại cá ngay trong vịnh Cam Ranh. Được biết có bè cá của người Trung Quốc đã tồn tại gần 10 năm nay. Vịnh Cam Ranh là nơi có quân cảng của Hải quân Cộng sản Việt Nam chỉ đóng và được cho là khu vực nhạy cảm về quốc phòng. Báo Tuổi Trẻ trong khi đó dẫn lời ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nói rằng cơ quan phải chịu trách nhiệm đầu tiên là chính quyền thành phố Cam Ranh. Dư luận mỉa mai, điều này có nghĩa là ông Phó Bí thư Tỉnh ủy không hề có trách nhiệm. Trong khi dư luận đang bất bình về các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, số người Trung Quốc nuôi cá tự do tại đây lên tới hàng chục người, có người đã ở nhiều năm, lấy vợ và là người Việt Nam. Các lồng bè được biết khá lớn, khoảng 100 mét vuông, xây dựng kiên cố. Hình thức kinh doanh là người Trung Quốc làm chủ bè nhưng thuê người Việt Nam chăm nuôi cá và khi cá lớn đem về Trung Quốc. Chính quyền lơi lỏng quản lý của địa phương. Trong khi đó, một số nguồn tin cho hay, sau khi báo chí rộ lên về việc người Trung Quốc nuôi cá ở Cam Ranh, đa số họ đã trốn mất. Nhà bất đồng chính quyền Nguyễn Thanh Giang bày tỏ quan ngại việc người Trung Quốc xuất hiện nhiều ở Việt Nam để làm ăn không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà là âm mưu toàn diện của Trung Quốc để phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì cũng như chúng tôi đã đưa tin, tại Vũng Rô, tỉnh Phú Yên, người Trung Quốc cũng đã tự tung tự tác nuôi cá không có giấy phép đã chục năm nay. Sau khi báo chí loan tin đến nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự đã nhận khuyết điểm. Có nhiều sai phạm liên quan đến các tổ chức cá nhân trong vụ người Trung Quốc nuôi cá trái phép ở Vũng Rô, tỉnh Phú Yên, kéo dài nhưng không quản lý và không có chỉ đạo kịp thời. Ông Tiến cho rằng, với việc này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cũng có trách nhiệm khi không kiểm tra, giám sát. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự Phú Yên kiểm tra và chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp này. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Phú Yên, nhất là đồn biên phòng của cửa khẩu cảng Vũng Rô, trong thời gian dài không phát hiện, không kiểm tra, không báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cơ quan này cũng thiếu kiểm tra, thiếu giám sát, trong đó có tình trạng người Trung Quốc chưa đầy đủ thủ tục nhưng làm việc tại Vũng Rô. Lực lượng công an không kiểm tra, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý người nước ngoài, chưa kịp thời phát hiện và xử lý những người trường hợp người nước ngoài trong đó có người Trung Quốc vi phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chưa làm hết chức năng của mình. Công ty Ba Lan bị truy tố cưỡng bức lao động Việt Nam, tin từ Warsaw, Ba Lan. Một công ty ở Bydgoszcz vừa bị tư pháp Ba Lan cáo buộc cưỡng bức công nhân ngành may người Việt Nam như nô lệ. Theo tin của RFA loan tải, câu chuyện này thoạt đầu được nhật báo lớn nhất Vyborka đăng tải thu hút dư luận khắp Ba Lan vào hôm thứ Hai. Các cô gái Việt Nam thuộc công ty may mặc Bydgoszcz trốn được ra ngoài cho biết họ bị kiểm soát giờ làm việc, làm đi vệ sinh, kể cả bị ép uống rượu vodka mỗi khi mệt mỏi. Ngoài ra, passport của họ cũng bị chủ giữ lấy và thường xuyên đe dọa đuổi về nước nếu không chịu tuân hành. Tiền lương của họ chỉ tương đương 200 euro mỗi tháng, không đủ bù lại tiền đóng cho công ty môi giới lao động trước khi xuất khẩu lao động sang Ba Lan. Sự kiện được dư luận Ba Lan quan tâm vì chủ công ty ông Maciej Bolakowski là chính trị gia, dân biểu thuộc đảng BJN, một đảng cực hữu. Sau khi tin tức được loan ra trên báo, đảng BJN lập tức ra thông cáo lên án mọi hình thức đối xử tệ với công nhân và rằng nội vụ đang được Ủy ban Kỷ luật Toàn quốc xem xét. Hiện Công tố viện Ba Lan đã khởi tố vụ án và đến cuối tháng sẽ hoàn tất giai đoạn đầu tiên, mức án tối đa có thể lên đến 3 năm tù.
người phụ nữ mang khối u gần bằng trọng lượng cơ thể. Người phụ nữ mang khối u nặng 20kg là chị Bùi Thị Thanh Nga, ngụ tổ ở tổ 3, ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chị Nga cho biết từ lúc mới sinh, chị đã mang khối u này, ban đầu ở vùng mông, sâu to bằng quả trứng gà, đến năm 15 tuổi thì to bằng quả cam rồi to bằng trái bưởi. Khối u của chị Nga cứ to dần, kéo dài và chảy xệ từ mông đến cổ chân rất nặng nề. Theo quan sát, trọng lượng cơ thể chị Nga khoảng 35kg, nhưng khối u đã chiếm trên 20kg. Vì thế, chị Nga di chuyển rất khó khăn và chị phải dùng đến gậy hoặc chiếc ghế để nhấc đi từng bước. Ông Bùi Văn Trước, 75 tuổi, là cha ruột của chị Nga cho biết, điều làm ông lo ngại là trong 2 năm gần đây, khối u phát triển rất nhanh. Ông muốn đưa chị Nga đi bệnh viện xem thế nào, nhưng vì nhà quá nghèo nên đành chịu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.